Cũng trong sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm động viên và chúc Tết Cảng Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group và Công ty Dệt may 29 tháng 3 nhân dịp đầu năm mới. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Tại Cảng Đà Nẵng, báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo cảng cho biết, mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19, song Cảng Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nổi bật, vượt hầu hết các chỉ tiêu năm 2021 như đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai ứng dụng thành công cảng điện tử Airport vào sản xuất và kinh doanh, góp phần tăng năng suất phòng chống COVID-19 hiệu quả. Hàng container tăng 20%, doanh thu tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những quyết tâm nỗ lực của Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Cảng Đà Nẵng đã linh hoạt sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng, nhất là trong việc chuyển đổi số. Thì mình ở đây là thị trường truyền thống trọng điểm là miền Trung, rồi khai thác mạnh mẽ hơn cái tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 1-2, đặc biệt là lưu ý cái thị trường Lào hiện nay cũng rất là triển vọng. Thì tôi thấy là tập trung vào những cái thị trường chiến lược trọng điểm như thế, những khẳng định được cái phát huy được cái thế mạnh, nhất là thế mạnh về địa chính trị của cảng Đà Nẵng thì rất là quan trọng. Như thế thì tôi đề nghị là đảng ủy rồi lãnh đạo cảng cũng xác định cái hướng đi tầm nhìn, không ôm đồm quá nhưng mà xác định cái chiến lược trọng tâm để chúng ta tập trung nguồn lực đầu tư tạo cái sự đột phá trong phát triển. Bên cạnh đó thì tiếp tục chăm lo tốt hơn cho đời sống của người lao động, cho cán bộ nhân viên, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, xin chúc tất cả các đồng chí cùng gia đình có một năm mới Nhâm Dần thật nhiều sức khỏe, thật nhiều cái niềm vui trong cuộc sống, nhiều thuận lợi trong công việc và gia đình hạnh phúc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ra thăm khu vực cầu cảng để trực tiếp gặp gỡ động viên người lao động phấn khởi làm việc trong ngày đầu năm và lì xì năm mới cho tập thể người lao động. Tại tập đoàn Sun Group, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên tập đoàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả tập đoàn Sun Group đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đã đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch và các hoạt động an sinh xã hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn tập đoàn Sun Group tiếp tục dành sự quan tâm, đầu tư phát triển các dự án trên địa bàn Đà Nẵng, đồng thời khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tiếp tục phát triển. Bước sang năm mới 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đặt kỳ vọng tập đoàn Sun Group sẽ có nhiều bước tiến mới, đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố.